test sáng mẫu bi 2.0 inch nhé mọi người. Mẫu bi có mã là MT 2.0. đó, lúp kính này kích thước là 2 inch và chiều dài của bóng là khoảng 7 cm, rất là ngắn và nhỏ thôi. Đó, rất là nhỏ gọn. Rồi. Đó, đều độ sáng này. Đó, bi 2 inch này thì có công suất là 45W thôi nhá. Độ sáng này rất là tốt, đều. Và cái đường cắt sáng này không thua kém gì những cái mẫu bi 3.0. Không thua kém gì những cái mẫu bi 3.0 cả. Đó, rất là xanh, thẳng, đẹp. À, là một cái điểm cộng cho bi 2 inch này nhé. Đó là cái về phần chân sáng rất là đẹp, mình thấy nó rất là đẹp, vòng cung này. Đó. Rồi, ok. Cái mẫu bi 3 inch này thường hay được so sánh với những cái mẫu bi là mili H4. À, người ta sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao không lắp cái mẫu bi mili cho nó gọn, cho nó nhanh. Đó. Thì những cái dòng bi to này thực ra thì cái đẳng cấp của nó khác hoàn toàn, không thể so sánh được. Thứ nhất là về cái độ đều. Độ đều. Lúc kính càng to thì sẽ cho ra cái độ sáng nó càng tốt. Đấy. Đối với những đối với những cái dòng bi mili ấy, thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy là những cái có cái vầng sáng này, vầng sáng đấy, nó sáng hơn những vùng xung quanh. Đó, đó nó không đều. Đấy, còn hơn đây mọi người có thể thấy này, độ đều này rất là tuyệt. Đó. Từ phần tâm cho đến phần chân sáng rất là đẹp, đều. Đó. Và thứ hai nữa là về công suất. Công suất thì của những cái mẫu bi to này thường ấy, nó tản nhiệt tốt, thì nó sẽ giữ nguyên công suất trong suốt quãng đời hoạt động của nó. Còn đối với những cái dòng mili H4 ấy, thì nó sẽ giảm công suất dần. Bao giờ nóng lên nó sẽ giảm công suất. Đó. Ban đầu thì nó rất là cao, 45-50W có thể hơn. Nhưng mà rồi sau là bật khoảng một thời gian là 2-30 phút ấy, thì nó chỉ còn 35-40W thôi. Rất là bình thường. Đó. Đó. Và cái cuối cùng đó là cái chế độ pha nhé. Pha thì được. Những cái mẫu bi này, mili thì không thể làm được. Đó. Đây là chế độ pha của V2 này, mọi người thấy không? Rất là cao, rộng. Cột pha rộng, quá rộng luôn. Cột quá tuyệt vời. Đó. Và cuối cùng nữa là mức giá này có thể là còn rẻ hơn một số dòng bi mini H4 trên thị trường. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem video.